sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Falls in love, we'll let her go, and I walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, we'll have it all you. You look so beautiful. Hai cháu là đi công tác, cháu Cương là công tác ở tập đoàn Viettel, còn cháu Vui thì cũng là ngành sư phạm ở ngoài Yên Bái. Thì trong quá trình hai cháu công tác cùng gặp gỡ nhau thì hai cháu đã kết nhân, tìm hiểu xây dựng hạnh phúc trăm năm. Thì cũng theo phong tục tập quán thì từ lúc ban đầu là hai cháu là xin ý kiến của hai bên gia đình, nhất trí tìm hiểu, đồng thời có cái nghi lễ từ dạng ngõ đến ăn hỏi. Đến hôm nay là ngày lành khá tốt.
thì được ở bên họ nhà trai thì xem được ngày này cho tốt, thì hôm nay là tổ chức cho hai cháu, thì tôi cũng thay mặt cho gia đình cũng xin phép ý kiến các cụ, thay mặt cho thân họ nội ngoại của gia đình cũng xin giới thiệu họ nhà trai, thì các cụ đây, các cụ bà đây là bà cô bà trượng ở bên nội bên ngoại, còn các bác đây cũng là các bác ở bên nội bên ngoại, thế giới giới thiệu cho bên họ nhà trai được biết. Thì nội dung của ngày hôm nay thì cũng được sự nhất trí của hai bên gia đình rồi, thì đến giờ phút này là tổ chức cái nghi lễ cho cháu và là xây dựng gia đình, thì cháu cũng hôm nay xin giới thiệu thì họ nhà trai cũng phát biểu ý kiến. Tôi là trưởng đoàn đại diện cho họ nhà trai, thì tôi là anh trai giới thiệu đúng mà anh trai trưởng, tức là anh trai của Cương. Thế còn ông bà đi thì có, thế còn cô em gái của tôi là cô Thủ Anh, đứng bên cạnh đây là chú em trai, tức là em trai của Cương luôn, của chú Cương, và để cháu Hương là con của một cô em gái. Và bên cạnh là có anh Phùng là chồng của Thủ Anh. Thế còn thực ra thế này, trong ngoài ra có các cháu cháu Hoa là cũng là con của để đây, thì ngoài ra anh chị em ruột của tôi trong đoàn ấy, thì hiện giờ đang ở Yên Bái, gia đình có 7 anh chị em, nhưng mà trong đoàn đi thì không đủ, nó ở dưới Yên Bái. Thế thì cũng xin phép và toàn thể họ nhà gái thế này, giờ hôm nay là thông qua sự tìm hiểu của Cương và Vui, cũng như được sự đồng ý của hai gia đình và đồng thuận chính quyền, thì hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình hai bên chọn ngày để gặp gỡ và tiến hành để cho cháu các cháu đến duyên với chồng, thì cũng do hoàn cảnh xa, điều kiện đi lại khó khăn, thì bên họ nhà trai cũng xin phép hôm nay là có một kỳ lễ để trình với họ nhà gái, cùng có kết hợp luôn là lễ ăn hỏi, lễ xin cưới và lễ đưa dâu. Thì trước tiên thì cũng xin họ nhà là gái là nhận cho lễ đó. Ngày vui hạnh phúc la la la.
sống sinh nhà vui quá vui, tiệc cưới mừng viên ơi sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người cũng trăm năm thắm duyên đồng, mãi bên nhau trong con đầy đàn. Thì đến giờ phút này em xin giới thiệu bác Sào là bác cả của gia đình, xin có đôi lời nói chuyện với Xuân Họ, với họ nhà trai. Cụ bà bên họ nhà gái và nhà trai thì thay mặt cho người tộc gia đình nhà gái chúng tôi thì rất phấn khởi và rất hạnh đón tiếp nhà trai. Thì qua những thời gian hai cháu tìm hiểu thì đến giờ phút này là thành vợ thành chồng, thay mặt cho nhà gái thì từ giờ phút này trở đi là cháu Cương là chính thức là cháu rể của bên của nhà gái chúng tôi. Thì bác cũng không muốn biết thì bác nhau để làm ăn xây dựng gia đình hạnh phúc. Và thay mặt bọn nhà gái chúng tôi thì cũng xin cảm ơn nhà trai tạo mọi điều kiện tức là về thủ tục vấn đề nói chung của các phong tục tập quán, chúng tôi thay mặt nhà gái chúng tôi đã nhận đầy đủ các lễ vật thì và đồng thời chúng tôi cũng gửi lời thăm chúc sức khỏe bên họ nhà trai thì một lời chúc sức khỏe là thuận lộc bình an và người dân trong khu vực này nhân dân chúc cho hai cháu là kết quả tốt đẹp. Hai cháu cũng xin thay mặt cho gia đình trước tiên cảm ơn các cô chú bà đại diện cho hai bên họ gia đình, xin cảm ơn đoàn nhà trai đến gia đình để cũng làm những phần quà cho hai cháu. Cháu cũng xin chúc tất cả các cô các năm mạnh khỏe thành đạt, cũng như là họ nhà trai cũng may mắn. Lần nữa là cảm ơn các cô, các ông, các bác, các anh chị trong họ nhà gái cũng đã cùng đón tiếp và làm mọi cái thủ tục để cho Cương và vui là được thành vợ thành chồng. Thì bây giờ thì cũng đã đến giờ là xin phép gia đình nhóm là gặp cháu các em và là đón dâu và ra xe để về làm lễ Yên Bái ở thành phố Yên Bái và cũng mời chẳng có những hỏi nhà gái là lên đường là đến làm lễ thì địa điểm với các chữ Cương không bảo rồi đúng không ạ. Thì mình trước ở đây chỉ đợi 5 phút kẹp 20 thế thì rất một lần nữa rất là cảm ơn và cùng xin phép là cho gặp cụ là cho các con
quay xuống để cho kịp cái thời gian tâm lễ ở phía kia nữa. Vâng vâng vâng. Tôi còn một điều nữa, thế là chúng tôi chuẩn bị có hai đoàn Thế còn một điều nữa cũng việc xin nói thêm ạ, tức là gia đình thì sống cùng mấy em rùa đấy, với ba con ở bên sống cả ba miền Bắc Trung Nam, riêng tôi thì sống ở Hà Nội. Nếu có dịp nào đó thì mời cả cuộc bạn về, ai có điều kiện thì ghé Hà Nội thì có thể là ghé nóng nhà thì có thể nói chuyện được nhiều hơn. Hoặc là có gì cái mối liên lạc nào mà tìm về cội nguồn ở chỗ Bắc Giang ấy, thì tôi sẽ cố gắng hỗ trợ thêm để mình kết nối với chỗ đấy, để cái gia đình thắt chặt cái tìm về cội nguồn. Thì chỉ mời việc sơ hồ về thì cũng sẽ kết nối. Đi em dường trái xanh màu.
rễ duyên tình đẹp bền. Nè bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền. Và được sự sắp xếp của đôi bên gia đình và cũng được sự đồng ý của các
cơ quan đôi bên và tổ chức thành viên của cháu ở phút này tôi cũng thay mặt cho bên nhà gái chào cháu cho bên họ nhà trai có trách nhiệm từ giờ phút này trở đi là bảo ban các cháu và mong các cháu thật là hạnh phúc. Thứ hai nữa là làm ăn kinh tế thì học cả phát đạt và có trách nhiệm với các vai trên đã sắp xếp cho mình thì cuộc vui hôm nay để đây là căn dặn thay mặt cho chúc tất cả con trai có sức khỏe dồi dào còn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của anh chị và cha mẹ trong gia đình và toàn các em hoàn thành cái nhiệm vụ của một người công dân. Hôm nay cũng khó khăn cho nên được bên nhà ngoài là thông cảm và cũng vì cái hạnh phúc của các em cho nên là cố gắng nỗ lực và cũng thông cảm rất nhiều. Thì gia đình bên ngoài thì tôi là đại diện trưởng cũng trân trọng cảm ơn và cũng hy vọng là từ đây hai gia đình gắn kết hơn. Tôi lên được đến từ nơi gia đình mình thấy được quan cảnh những nơi sinh hoạt gia đình tôi cũng thấy rất là vui. Và nếu có điều kiện khi nào về Hà Nội thì mời các bác các cô chú đến nhà tôi qua ăn cơm biết địa chỉ thì chúng ta gắn chặt hơn, có điều kiện thì thăm hỏi để cũng đấy cũng là cái nền tảng và để cho các em có cái tinh thần chỗ dựa vững chắc để phát triển. Đấy, cái sau đây tôi xin có một ý kiến. Tôi là về gia đình là đồng lúa em tức là bậc trên, nhưng mà trên tôi có một ông anh là gắn bó mảnh đất này thì để đấy là anh Thoại cùng là thầy giáo thì để thầy thật biểu đối với kính thưa các bạn bên họ nhà gái, thì hôm nay là cái ngày hạnh phúc nhất của hai em thương vui vì nói để được đến hôm nay thì đấy là cả một quá trình. Thì ở đây thì như chú Dương đã nói là bên đại gia đình nhà bên họ nhà trai thì có thể nói là một đại gia đình rất lớn. Đấy, và bây giờ là ở khắp đất nước kể cả nước ngoài. Đấy, cũng hiện nay là có anh của Cương là học ở Mỹ. Đấy, ở trong Sài Gòn, ở trong Sài Gòn có hai cậu ở trong Sài Gòn trở về Bắc sau chiến tranh. Để nói dài dòng một tí là bởi vì như thế là dài rất là cả khắp nước. Như vậy là trên Yên Bái này là thì nói chung trong gia đình rất là phấn khởi, được kết nối giữa tình cảm giữa hai gia đình, đồng thời được kết nối tình cảm giữa bạn bè của Dương đối với gia đình. Thì điều đó là hạnh phúc. Hôm nay thì tôi là người chị cả. Người ta thường nói trong dân gian, người ta nói là chị cả là mài em út, cho nên sau này hai em có thể có những cái gì tâm sự của chị thì cả em nên bộc bạch tâm sự hết mình, và đồng thời hai em cũng cố gắng với chị để hoàn thành trách nhiệm của gia đình mình. Còn hôm nay cái món quà tôi trao ở đây cũng chính là cái món quà giao trách nhiệm cho hai em để giữ vững cái hạnh phúc gia đình của hai em, đồng thời cả em phải kết nối liên kết cái tình cảm giữa hai bên nội ngoại cùng bạn bè thân hữu. Cái điều tôi muốn nói nhất và hôm nay tôi trao cái món quà này cho em.
always on my mind. All day, just all the time. You're everything to me. Brightest star to let me see. You touch me in my dreams. We kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shining. Kính mời.
cơm rau và cùng thức dậy. Tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các thủ công các bà, tân quan khách gần xa các bạn trẻ của cô dâu và chú rể hạt điện Bố Đỏ. Chúng ta sẽ trở vào trong hương trường sân đồng lấy của ngày hôm nay. Đây là niềm mừng duyên hạnh phúc cho đôi vợ trẻ của chúng tôi lên vào lên trống. Một lần nữa chúng tôi được xin trân trọng kính mời. Xin chào kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ ở vị trở vào trong hàng ghế và ban tổ chức của chúng tôi đã dành và để được xin trân trọng kính mời toàn thể quan khách gần xa về dự buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của Cảnh Cường và thành vui ngày hôm nay. Được xin trân trọng, chúng ta sẽ trở lại lên tiếp hàng ghế thật thật danh dự trong ngày hôm vui này. Và sau đây của chúng tôi được thay lời cho cô dâu và chú rể được xin kính nhờ trong đoàn đại diện của gia đình họ nhà trai nhà gái chúng ta trong đoàn đại diện đón và tiếp khách, chúng ta sẽ mời và đưa khách trở về trong các dãy bàn ở trong khu vực hôn trường. Trực tiếp của Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái với phương châm
tự nguyện đoàn kết sức khỏe và hướng tới nghệ thuật. Có lẽ hôm nay lễ thành hôn của Thanh Vui và Cảnh Cương được chọn là ngày đẹp nhất trong tháng và tháng đẹp nhất trong năm. Hai thành viên Thanh Vui và Cảnh Cương đã kết duyên bén duyên bên nhau nên vợ lên chồng, bắt đầu từ ngôi nhà khiêu vũ của chúng tôi. Thưa quý vị, món quà tinh thần của câu lạc bộ khiêu vũ Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái hôm nay sẽ là những vũ điệu nồng nàn, say đắm và những ca khúc ngọt ngào mang hương vị của tình yêu sẽ gửi tới đến Thanh Vui và Cảnh Cương trong ngày vui của Cảnh Cương và Thanh Vui hôm nay. Mở đầu chương trình xin gửi tới hội hôn và toàn thể các bạn vũ điệu đầu tiên, vũ điệu vang do các thành viên Quách Hùng, Thu Ngà, Ngọc Lan, Quốc Hiển, Kim Oanh, Quốc Lâm, Kiên Cường, Hương Sen biểu diễn. Xin mời các vũ công lên sân khấu. The sky, the beauty of our love, paints rainbows everywhere we go. Need you all my life, you're my hope, you're my pride. In your arms I find my heaven. In your...
2014. Năm mới mỗi người thêm một tuổi, hạnh phúc bao la đến với mọi nhà. Và cũng là lúc tình yêu đôi lứa đã chín hồng như trái ngọt trên cây. Và thế rồi, cảnh cơm đã tặng cho Thanh Vui một tấm lịch cầm tay và nói rằng: tặng em tấm lịch cầm tay, thêm thùng chi nữa hãy chọn ngày đen. Vâng, và được sự nhất trí đăng ký kết hôn của chính quyền địa phương, được sự nhất trí của hai bên gia đình bố mẹ và sự đồng tình của cảnh cơm và Thanh Vui, đó là hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Và hôm nay họ chọn ngày 2014, tức ngày 2 tháng 10 năm Giáp Ngọ, là ngày hạnh phúc nhất của đời mình. Sau đây ban tổ chức chúng tôi được xin mời cô dâu và chú rể bước lên một bước để ban tổ chức chúng tôi được xin phép long trọng tuyên bố tuần lễ đại hôn của cảnh cơm và Thanh Vui. Love the way you stand by me through any kind of weather. I don't wanna run away, just wanna make your day. When you feel the world is on your shoulders, don't wanna make it worse, just wanna make us one. Baby, tell me I will do whatever. Mà vui say thì Khương không say, bên ấy chưa vợ và bên đây chưa chồng, mà chỉ vì cái sợi tơ hồng sẽ cho hai bạn lên vợ chồng từ đây. Và thế là họ yêu nhau, và họ yêu nhau trải qua bao nhiêu mùa lúa chín, qua bao nhiêu độ trăng tròn. Của họ đẹp như mùa xuân chớm nở, và để rồi mùa xuân năm ấy họ đã trở thành trái chín ngọt ngào, và để rồi hôm nay đây họ liền cầm tay nhau và dắt tay nhau vào phòng cưới, và để rồi trong cài thì mái tóc ngang đầu, má hồng môi đỏ tháng ngày bên nhau. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, cách đây 4-5 năm về trước, cô dâu xinh đẹp Thanh Vui của chúng tôi cũng đó là cũng là một sinh viên của trường cao đẳng tỉnh Yên Bái ở tại nơi đây. Vâng, và trong ngày vui hôm nay con rất mong muốn để trở lại với trường mái trường thân yêu và để tổ chức một sự kiện đó là một trọng đại hạnh phúc nhất của đời mình. Và về dự với buổi lễ tây hôn trăm năm hạnh phúc của cảnh cơm và Thanh Vui, ban tổ chức chúng tôi được xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu, các cụ công, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị. Đó là một điều vinh hạnh lớn đối với gia đình của hai bên chúng tôi đang được trân trọng đón tiếp và kính mời. Và sự hiện diện của ông Trần Cảnh Dương đại diện cho gia đình họ nhà trai, về phía gia đình họ nhà gái đó là ông Hoàng Xuân Tu đại diện cho gia đình họ nhà gái chúng tôi. Sau đây xin mời hai ông sẽ đứng lên bắt tay tình và kết thúc nào. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể hương trường, công cha như núi Thái Sơn, như mẹ như nước trong nguồn chảy ra, công lao của mẹ của cha. Kính thưa toàn thể hương trường, đúng là các cô ông bà nhà ta đã nói có câu nói rằng là đúng là yêu nhau, yêu thì cho roi cho vọt, và ghét thì cho ngọt cho bùi. Mà nếu mổ gà thì phần cô dâu xinh đẹp đây cái đùi, còn nếu mổ lợn thì phần chú rể cái đuôi cái móng giò. Mà qua sông thì ta phải lùi đò, mà muốn cho hạnh phúc phải nghe lời mẹ cha. Mà trai vui thì gái cũng phải mừng, hôm nay hai họ tưng bừng như hoa. Vâng, và sau đây ban tổ chức chúng tôi được xin trân trọng giới thiệu và kính mời bước lên phía sân khấu của chúng tôi, đó là ông Hoàng Xuân Tu đại diện cho gia đình họ nhà gái có đôi lời mắt. Kính thưa toàn thể hội trường, kính thưa đoàn nhà trai và kính thưa tất cả các khách quý, được phép của ban tổ chức hội hôn, tôi thay mặt cho đoàn nhà gái hôm nay xin có một vài lời. Trước hết là chúng tôi xin giới thiệu là chúng tôi ở xã Phúc Ninh, ở phía đông vùng Hồ, nơi xa xôi nhất của vùng Hồ Thác Bà và cũng là địa bàn tranh khó khăn nhất, đường khó khăn nhất của huyện Yên Bình. Thì trước hết là chúng tôi xin thông tin một vài vấn đề như vậy. Còn là qua quá trình tìm hiểu của hai cháu đến hôm nay là cũng được đối với gia đình chọn ngày lành tháng tốt và giờ đẹp. Giờ phút này hai cháu đã chính thức là dâu hiền dễ thảo của hai bên gia đình. Và trước hết thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi cũng vài lời phát biểu là cháu vui là cũng được trưởng thành từ mái trường này, và cũng hôm nay là cũng rất là vinh dự và cũng được tổ chức kết hôn và tiếp đón các vị khách quý tại hội trường này. Đây là một vinh dự rất là lớn và cũng không phụ lòng công ơn của cha mẹ, là hai cháu đã được ban tổ chức của nhà trường cũng như là ban tổ chức hội hôn có
tức là tổ chức rất là long trọng. Chúng tôi xin cảm nhận vấn đề này. Qua buổi hôm nay, tôi xin kính chúc trai và toàn bộ các vị khách quý có một sức khỏe dồi dào và trong công tác thành đạt. Và chúc hai cháu tiếp tục con đường xây dựng hạnh phúc và làm ăn kinh tế được phát đạt. Một lần nữa xin thay mặt cho họ nhà gái là trao cháu cho bên nhà trai là từ giờ phút này các bác, các bá, các cô dì, chú bác ở bên họ nhà trai tiếp tục bảo ban hai cháu làm ăn và thành đạt mọi vấn đề trong xã hội. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể huân trường, vừa rồi chúng ta được lắng nghe sự phát biểu của ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái. Xin mời bác sẽ là nay ở sân khấu ạ. Xin mời bác sẽ trở lại với sân khấu của chúng tôi ạ. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể huân trường, đó là những lời phát biểu rất chân thành và đại diện thay lời cho gia đình họ nhà gái chúng tôi được cảm ơn. Vâng, và các lời căn dặn của cô dâu và chú rể. Vâng, và kính thưa toàn thể huân trường, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, biển rộng bao la không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, một nắng hai sương mẹ nuôi con khôn lớn, mang bà tấm thân gầy cha che chở cho đời con. Vâng, và để tiếp tục chương trình, đó là một hành trình, đó là một trong một bước vào đời của cô dâu và chú rể trong một mái nhà riêng hạnh phúc của mình. Sau đây ban tổ chức chúng tôi được xin trân trọng giới thiệu và kính mời bước lên phía sân khấu của hội trường ông Trần Cảnh Dương đại diện cho gia đình họ nhà. Hôm nay gia đình chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị đến là lễ tân hôn của cô dâu chú rể để chúc mừng chúc phúc cho cô dâu chú rể của hai họ. Nhân đây thì tôi cũng xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, lãnh đạo trường mầm non Bình Minh là nơi Thanh Vui công tác. Chúc cho sự nghiệp của các cô giáo phát triển những dịch vụ di động tạo ra nhiều thuê bao để phát triển mạnh hơn. Tôi cũng xin rất cảm ơn các quý vị một lần nữa, cảm ơn các quý vị có mặt hôm nay và cũng cảm ơn hội nhảy của xin lỗi, hội khôi vũ và khiêu vũ của Trung tâm Văn hóa Yên Bái. Một lần nữa cũng chúc tất cả các quý vị hạnh phúc, thành công mọi mặt trong cuộc sống và sự nghiệp. Xin nhé. Dạ vâng, và được xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và kính thưa toàn thể huân trường, đúng là con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn. Con người bắt dễ từ đâu, công lao bố mẹ sinh thành ra ta. Hôm nay bốn họ sum họp một nhà, cùng chung lời chúc dâu ngoan dạy hiền, mà vỗ tay không phải mất tiền. Mà bước lên phía trên của sân khấu chúng tôi một bước để đón nhận những món quà tình cảm của bố mẹ trao cho mình trong ngày vui hôm nay. Vâng, và sau đây được xin mời cô dâu và chú rể bước lên một bước và để đón nhận những món quà tình cảm của bố mẹ trao cho mình ngày hôm nay. Sau đây được xin trân trọng kính mời hai bà trao quà cho con của mình. Thanh Vui được cảm ơn và từ tấm lòng sâu sắc từ trái tim của mình được cảm ơn bố mẹ và kính chúc bố mẹ luôn luôn tươi khỏe và mãi mãi là những bóng tình cổ thụ để cho hai con chúng con được nương tựa. Vâng, và kính thưa toàn thể huân trường, và giờ khắc tình yêu của đôi lứa đã đến và bây giờ xin mời toàn thể huân trường chúng ta cùng hướng lên sân khấu để chứng kiến đôi bạn trẻ sẽ làm lễ chào nhẫn cưới cho nhau. Một tràng tay của quý vị đó, và sau đây xin mời cô dâu và chú rể chân mắt vào nhau để trao tay nhau trong những dòng trái tim. Đó là từ nay hai trái tim của hai bạn đã cùng chung một nhịp đập, hai hoàn toàn hóa ra ngoài chung một dòng máu của con tim. Vâng, và xin mời Cảnh Dương và Thanh Vui.
rể thành cơm đã bao giờ hôn cô dâu chưa? Phải nói thật. Chú rể vừa nói rồi. Vâng, và thế còn cô dâu Thanh Vui đã bao giờ hôn chú rể chưa? Vô luôn nha
bà con ơi, nâng ly lên nè. Vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha. Nhớ đó nha, ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1, 2, 3 vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1, 2, 3 vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bờ. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Inside my mind, you know you have been.